Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 52 trong 101 sách giáo khoa Toán 7 tập 1. Đề bài đó là xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống. Để chứng minh định lý hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, giả thiết, kết luận. Ở đây chúng ta có góc O, hai đường thẳng cắt nhau tại O, có hai góc đối đỉnh là O1 và O3, O2 và O4. Đề bài yêu cầu chúng ta hãy điền vào bảng. Thì ở đây chúng ta nhớ cho cô hai góc đối đỉnh thì bằng nhau. Hai góc kề bù thì có tổng số đo bằng 180 độ. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ điền giả thiết là hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, như vậy giả thiết là hai góc đối đỉnh kết luận là bằng nhau. Ở trên hình thì chúng ta có giả thiết đó chính là góc O1 đối đỉnh với O3. Kết luận hai góc đó bằng nhau, có nghĩa là O1 sẽ bằng với O3. Sau đây thì chúng ta sẽ điền vào bảng âm trang 102. Thì chúng ta có góc O1 cộng góc O2 bằng 180 độ, O1 cộng O2 bằng 180 độ vì đây là hai góc kề bù, có nghĩa là O1 và O2 kề bù. Tiếp theo, chúng ta có O3 cộng O2 cũng bằng 180 độ vì O2 và O3 là kẻ bù. Tiếp theo là từ đây thì chúng ta suy ra O1 cộng O2 sẽ bằng O3 cộng với O2 bởi vì cùng bằng 180 độ. Căn cứ vào 1 và 2. Đây, căn cứ vào 1, 2. Từ đây có O2 chung như vậy chúng ta bỏ đi có nghĩa là chúng ta sẽ có O1 phải bằng O3 là căn cứ vào 3. Tương tự như vậy chúng ta sẽ phải đi chứng minh O2 và O4 là cặp góc đối đỉnh tiếp theo thì giả thiết ta sẽ có O2 đối đỉnh với O4. Kết luận là góc O2 bằng góc O4 bởi vì đối đỉnh thì bằng nhau. Giờ chúng ta sẽ điền bảng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có góc O1 cộng với góc O2 bằng 180 độ. O1 cộng O2 bằng 180 độ. Vì O1 và O2 là kẻ bù Tiếp theo thì chúng ta có O1 cộng O4 bằng 180 độ. Đây cũng vì O1 và O4 là kẻ bù. Tiếp theo, hai cái này bằng nhau cùng bằng 180 độ cho nên cô có O1 cộng O2 sẽ bằng O1 cộng với O4. Căn cứ vào 1 và 2 từ 1 và 2. Sau đây thì căn cứ vào 3 cô có ô 1 giống nhau gạch đi như vậy cô có ô 2 bằng với ô 4 là căn cứ vào 3. Như vậy thì đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài 52 trong 101 sách giáo khoa toán 7 tầm 1. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.